Ngồi. Xin chào các bạn, mình là ông Địa. Hôm nay mình sẽ đến đây tìm bà Địa. Rồi. Ngồi đi ông Địa. Dạ. Rồi ngồi đi em, dễ thương quá. Rồi hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào anh bên đó. Em tên là Châu Thị Thu Hiền. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là lễ tân khách sạn. Em ở Mỹ Tho, Tiền Giang ạ. Mình làm việc ở đâu em? Dạ ở Mỹ Tho, Tiền Giang luôn. Ở Mỹ Tho, Tiền Giang luôn. Phường mấy em? Dạ phường 1 ạ. Phường 1 dạ. Rồi còn em trai giới thiệu về mình đi. Dạ chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nữ và quý khán giả có mặt ở đây. Em tên đầy đủ là Phan Trần Hoàng Phúc, sinh ra ở Cần Thơ, lớn lên ở Vĩnh Long và hiện tại đang làm việc ở Cần Thơ. Làm việc gì? Dạ em hiện tại đang làm đối tác cho Grab. Tức là chạy xe hay là chạy Grab bay à? Chạy xe Grab bay. Nhưng mà mình là đang sống và làm việc ở Cần Thơ luôn hả em? Dạ em sống và làm việc ở Cần Thơ luôn chị. Dạ một bên Cần Thơ rồi bên Tiền Giang Mỹ Tho, rồi bao lâu mình gặp nhau được một lần? Dạ Tiền Giang Mỹ Tho cũng gần chị, đi khoảng 2 tiếng. Hồi trước thì em cũng có công tác ở trên Mỹ Tho. Trước khi mà em chạy xe đó thì em có học cái ngành nghề nào khác không? Dạ là em thì tốt nghiệp đại học Cần Thơ chuyên ngành là chăn nuôi thú y. Thì trước đó em có đi làm tiếp thị thức ăn được 2 năm. Sau đó thì nghỉ mà đi làm cho Grab với cũng đang xin việc khác. Tốt nghiệp đại học là kỹ sư chăn nuôi đó các bạn, chứ không phải đơn giản đâu nha. Làm sao mà xuống tới chạy xe luôn rồi đó. Nói tóm lại là có lúc này lúc kia ha. Nhược điểm của em là gì? Thì cũng quan tâm lo lắng, thì cũng chiều chuộng bạn gái, hay nóng tính, với cũng không có kiên nhẫn cho lắm. Nhiều khi làm bạn gái giận mà năn nỉ một hai lần mà bạn gái không hết giận là không biết năn nỉ luôn. Đây cố gắng năn nỉ chứ. Nếu mình yêu á thì mình sẽ cố gắng. Sợ chứ không còn tình yêu với nhau thôi. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ em làm handmade, em làm được. Vậy dạ hả? Em làm việc nhà mà liên quan tới sửa ống nước cái gì em cũng có thể làm được. Ghê vậy, tuốt gì mà sửa ống nước luôn hả? Dạ mấy cái đơn giản chị, là không cần phải nhờ đàn ông là em làm được. Còn phức tạp mà cần thợ là không được. Nói chung vậy là em cũng tỉ mỉ đó ha. Dạ nhược điểm của em là em cũng quạo, lúc mà em ngủ mà ai ồn ào là em bực mình lắm. Làm chửi đó hả? Dạ không chửi nhưng mà em la thôi. Với lại em đói bụng em cũng quạo nữa. Nói chung là em dễ quạo lắm đúng không? Dạ, giống lúc ngủ hả? Với lại lúc đói thôi. Rất là xấu máu, ngủ đói. Dạ đúng rồi, còn bình thường cho, ăn cho ngủ đầy đủ là không sao ha. Dạ đúng rồi anh. Bây giờ thì sao nè? Dạ bạn gái. Dạ em trải qua được một mối tình thời sinh viên mà em quen được 4-5 năm. Mà sau đó là em chia tay với lý do là tại vì gia đình bạn đó không có cho quen. Ủa giờ kỳ vậy, quen 4-5 năm dạ, tại vì lúc đó là người ta không thích giống như mình ăn mặc kiểu như quần sọt, áo ba lỗ đâu không thích. Sau này em có thay đổi nhưng mà cũng không chịu nên là thôi, tới bây giờ. Tới giờ dạ, luôn? Dạ đúng rồi. Là bao nhiêu năm rồi? Dạ 3-4 năm. Mà không có mối tình nào khác? Dạ đúng rồi. Em cũng không thích bạn nam hay soi mói cái chuyện ăn mặc hoặc là trang điểm á. Em không thích. Mình trang điểm để là mình tự tin thôi chứ không phải là để cua ai đó hay gì đó. Nhưng mà cứ xét nét là em không chịu. Thế bạn trai làm sao? Bạn trai có cho bạn gái chân diện không? Dạ em thì em suy nghĩ thoáng lắm chị ơi. Bạn nữ làm đẹp là để hãnh diện cho mình. Nói chung làm đẹp vừa phải là em đồng ý rồi chị. Còn làm đẹp quá thì sao? Đẹp quá thì không? Em nhắc nhở nhẹ nhàng. Thì em muốn ta làm đẹp cho mình, làm đẹp cho gia đình, cho xã hội. Mà làm đẹp quá là nhắc dạ, nhở là ý nói làm đẹp quá nhiều khi tha son mà quýnh môi đỏ quá thì nhìn nó cũng không có đẹp lắm anh. Sao mấy người mình đánh môi đỏ nó đẹp? Chắc cũng tùy người. Nói tóm lại là phụ nữ cứ thoải mái làm đẹp. Dạ. Mình đàn ông mà mình hãy khuyến khích điều đó. Dạ. Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi nè? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên của em thì em quen năm lớp 11. Thì em với bạn nữ quen được 1 năm rưỡi. Rồi bỏ qua đi. Mối tình mới nhất là đây là nè. Dạ mối tình đây là chia tay đến giờ cũng 6 tháng. Thì bạn nữ lớn em 2 tuổi. Quen bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi? Dạ quen được 3 tháng. Thôi có 3 tháng. Chúng đâu có yêu đương gì sâu lắm đâu đúng không? Dạ em thì nếu mà quen thời gian thì nó cũng không quan trọng lắm mà tình cảm nó nhiều. Thì nhưng mà lúc đó thì bạn nữ cũng hỏi tới chuyện là cưới hỏi. Mà em cũng chưa có sẵn sàng. Tại vì bạn nữ lớn em 2 tuổi thì nói là
em là con gái lớn anh nữa là không có đợi anh được. Rồi bây giờ đã chuẩn bị để cưới chưa? Giả tỷ bên đây người ta cũng đòi cưới rồi làm sao? Dự định của em là từ 2 năm trở lại thì nếu mà tiếp xúc làm quen thấy hợp thì mình sẽ đi tới hôn nhân sớm hơn. Có nghĩa là phải 2 năm đổ lại. Phụ nữ người ta có thời xuân sắc của người ta, đừng có để thời đó qua, biết không? Thành ra người ta lo vậy thôi. Yêu là cưới nha cưng. Dạ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào em gái? Phải cao hơn em tùng mới xấu trở lên. Rồi. Dạ, vậy là ăn mặc tươm tất với lại là lịch sự. Đừng có chửi thề, em không thích. Hút thuốc cũng được nhưng mà đừng hút nhiều thôi. Cũng dễ tính quá ha. Rồi dạ, nhậu nhẹt đồ rồi sao? Dạ nhậu cũng được, tại vì nhà em đa số là nhậu. Rồi, ở khoe cả nhà biết nhậu em luôn ha. Miền Tây mà. Nhưng mà đặc biệt không được chửi thề đúng không? Dạ đúng anh. Nhậu thôi, nhậu xỉn lên là chửi thề là mệt lắm á. Dạ câu nào cũng chửi là không được. Có không em trai? Dạ không, anh em cũng ghét chửi thề lắm. Vậy mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cao khoảng 1m55 trở lên. Rồi có luôn. Vui vẻ hòa đồng á, chứ hiền quá cũng không được, mà dữ quá thì cũng không hay. Biết quan tâm với biết cách cư xử với người lớn cái gì. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích kiểu bạn nữ cư xử với người khác là không đúng mực. Dạ chị. Được ha, cặp hai bạn này mặt cũng giống nhau á. Dạ. Mình có định là lấy vợ về thì mình sinh sống ở đâu, có làm dâu không em? Thì ở chung với ba mẹ. Rồi thí dụ như bây giờ người ta muốn bắt rể em đi lên Tiền Giang ở thì được không? Dạ thì bắt rể lên ở luôn thì chắc không được. Tại vì em là em trai lớn, còn em gái. Nhưng mà em nếu mà đi đến hôn nhân thì em sẽ cố gắng sắp xếp là để hai bên gia đình cha mẹ được hai đứa con báo hiếu đầy đủ. Rồi vậy cũng tốt ha. Có cưng chiều bạn gái không? Dạ cưng chiều có, năn nỉ có. Nhưng mà năn nỉ hồi trước thì ít năn nỉ được vài lần. Nhưng mà chắc bây giờ phải cố gắng tập năn nỉ nhiều. Đúng rồi, phải cố gắng nha. Tại em cũng nghe đẹp trai thì không bằng trai mặt. Vừa đẹp trai vừa trai mặt luôn là tốt hơn. Được rồi đó. Thế rằng nhà trai là mặt mày sáng sủa. Được. Đến qua anh thăm đàn gái chút xíu coi nha. Giống như yêu cầu của em không? Cao hơn 1m55 đúng không? Dạ em chào anh. Chào em gái. Dạ. Chị Thò. Dạ đúng rồi. Quê của tôi đấy. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông mà kiểu như không có biết mà lo cho gia đình á. Bạn bè là hay đi chơi nhiều rồi cưới vợ về xong để đó để làm dâu á. Là em không thích như vậy. Suốt ngày đi chơi bạn bè thôi ha. Dạ đúng rồi. Sau khi cưới á là cứ đi chơi rồi không nghĩ gì tới gia đình vợ con là em không thích. Dạ. Về Cần Thơ làm dâu được không? Dạ cái đó cũng được, gần đi tới đi luôn cũng được. Cũng dạ. Được. Anh thấy cũng ổn, cô gái ở đây rất là xinh nha, dễ thương. Dâu hay không bây giờ không quan trọng, vấn đề là giống như bạn gái nói là chồng có yêu thương mình hay không, đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ chị bắt mình nhà làm dâu rồi đi đâu ngoài đường không là chết rồi. Dạ ha. Dạ. Rồi bây giờ mình xin ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với MC Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Hiền. Chào cô. Cô thấy con rể tương lai của cô nè, thấy nãy giờ tính hết nói chuyện này kia có được không cô? Cô thấy thì cũng được, nói chuyện cũng hoạt bát vui vẻ. Từ tỷ giờ thì Hiền nó cũng vậy, nó cũng hòa đồng lắm, mà nó cũng siêng năng, chịu khó lắm. Cô cũng muốn cho hai đứa có cơ hội, tìm cơ hội để hẹn hò. Dạ thì con tới đây thì hy vọng là tìm được bạn nữ cùng mình vượt qua khó khăn của giai đoạn hiện nay. Hiện nay khó khăn lắm hả? Dạ tại vì cái công việc của em hiện giờ là nó không có ổn định lắm anh. Tại vì dạy gáp thì nói chung là có thu nhập mà thu nhập không tốt. Thì ngoài dạy gáp thì cũng có đi tham gia bên đoàn Lân Sư Gồng nữa. Bởi vì hôm nay em mới lấy hình ảnh đầu địa ở đây tham gia. Thì cái băn khoăn của em thì hiện tại là ở công việc. Nhưng quan trọng hướng tới tương lai kìa. Cái công việc hiện tại thì mình chấp nhận điều đó để mình mưu sinh, để mình làm cái bàn đạp để mình tiến lên phía trước nữa. Dạ. Chứ không phải công việc đó là công việc cả đời, mình cũng đừng có lo. Dạ. Mình cũng đừng có tự ti bất cứ điều gì, hãy lạc quan lên. Nào bản lĩnh đàn ông đâu, đúng không? Em giỏi mà, là còn một trẻ học, mà tốt nghiệp đại sư học, mà trẻ mà. Không lo điều đó, quan trọng là hai đứa có đồng lòng đồng sức, hai đứa có yêu thương với nhau hay không thôi. Dạ. Rồi em hứa với cô điều gì đi? Nếu mà hai tụi con có cơ hội đến với nhau á thì con hứa là sẽ chăm sóc Hiền như là cô với chú ở nhà đã yêu thương chăm sóc cho Hiền. Nói được thì cô cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Vậy được chưa cô? Dạ. Vậy con để tương lai mình vậy được chưa? Cô thì cái gì cũng được, nhưng mà quan trọng hai đứa nó
hợp nhau rồi cô chịu à? Cô dạ. chịu ha. Rồi cảm ơn cô. À, hôm nay thì em đi với ai, bạn trai? Dạ em đi với mẹ, với dạ. dì, với bạn. Dạ. Chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ, dạ chào cô. Chào khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Phúc. Thấy bạn nữ bên đây cũng xinh, cũng dễ thương. Thì mong cho hai cháu được sớm hẹn hò có cơ hội để tìm hiểu nhau. Bây giờ mình đại diện đàn trai mình nói gì với đàn gái đi, coi như đi lần đầu tiên gặp mặt ha. Có đôi khi là thành thông gia đó. Dạ đúng rồi đó cô. Chào chị. Chào chị. Thì em cũng đến đây cũng tìm vợ cho Phúc. Mà nếu mà hai đứa có hợp với nhau á thì sẽ tiến tới hôn nhân. Rồi nếu mà hai đứa thấy hợp thì mình tính với tụi nó. Dạ. Rồi nếu hợp thì mình tính cho tụi nó. Có thuận lợi bước đầu, quan trọng là hai bạn thôi. Bây giờ mình sẽ mở hàng rào ra cho hai bạn gặp nhau và trò chuyện nha. Có thể hiện gì đó, thể hiện không? Hả? Dạ. Đây. Em đội cho bất ngờ. Ra gặp bạn gái rồi làm gì làm đi. Rồi, chuẩn bị. Kéo hàng rào. À. Đứng lên hát, đừng có mở ra, đứng lên hát. Vừa hát vừa quạt hát bài gì đó. Bắt nhịp em vô ca. Bài bắt nhịp ha. Dạ dạ. 2 3. Muốn qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vơi vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Ủa em đi múa lân là em làm ông đĩa luôn hả? Thôi mở đi. Dạ không chị, em múa lân như đánh trống chị. À. Trời em cảm ơn anh. Dạ. Dạ em cũng có món quà em tự làm tặng anh. Wow. Dạ tự làm. Mỗi hả? Lần mà dạ mỗi khi mà anh xem đồng hồ thì anh nhớ tới em nha. Em có xem múa lân là em nhớ tới anh nha. Dạ. Có xem múa lân nhớ tới anh rồi ha. Rồi chúng ta trò chuyện đi hai bạn. Thì sao nói chuyện qua hàng rào nó dễ hơn hả chị? Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ nãy anh nói anh tên gì em không nghe được. Anh tên Phan Trần Hoàng Phúc, anh 25 tuổi. 25 tuổi à? Đúng rồi, tuổi dạ. Quý Dậu. Nãy anh có nghe em bao nhiêu tuổi không? 27 tuổi là dạ, tuổi 10. Dạ đúng đúng rồi. Dạ anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, biết làm cái này cái kia rồi tự tay làm cái này thì dạ, anh đúng thích. À. Dạ, em cảm ơn. Nhớ hình như bạn gái cũ cũng hơn 2 tuổi rồi, không chịu cưới rồi chia tay đó. Em có dự định khi nào tiến tới hôn nhân không? Vậy là có duyên mà hợp yêu nữa đó, thì khoảng chừng 5 là được. Thì anh dự tính là 2 năm thôi, nhưng mà nếu mà có thể sớm hơn. Có thể sớm hơn à? Tại mẹ cũng hối rồi, mấy cô hàng xóm cũng nói tôi có cháu khoe hoài à. Anh đem cái đó thì anh không muốn hả? Thiếu sống. Dạ. Thì nếu mà có tổ chức đám cưới thì múa lân cũng được. Dạ. Rồi, không lẽ múa lân. Múa luôn hả? Múa lân. Dạ, độc cả. Nếu mà mình hẹn hò thì mình hẹn ở đâu được anh? Anh sẽ lên thăm em. Còn như lâu lâu thì em muốn đi chơi Cần Thơ thì... Cần Thơ, Mỹ Tho đi có 2 tiếng à. Dạ đúng rồi. Dạ. Chung anh cũng không ngại xa. Mình có lý do được rồi. Sau này lấy nhau về thì trong tiền bạc trong nhà kinh tế ai quản lý? Anh nghĩ ai quản lý được anh? Dạ em thì em nghĩ thường là nữ sẽ quản lý. Giữ chung cũng được. Dạ yeah. Tại vì nó quản lý nghiêm trọng á, giữ chung. Nhưng mà anh đừng có đi chơi nhiều là được. Đi chơi hết tiền không để dành được đâu. Anh cũng ít đi chơi lắm, đi chơi cũng chán rồi. Chơi chán. Quan điểm với con cái thế nào? Chưa có con cái nào quan điểm với con cái hả? Ủa phải nói chứ, đàn ông hay bắt phụ nữ đẻ lắm. Thí dụ thích con trai cứ bắt đẻ hoài, chừng nào ra con trai vậy thôi. Dạ vì con cái thì em trai gái gì em cũng thích. Hai đứa, một trai một gái là được. Dạ yeah. Rủ thí dụ không ra một trai một gái thì sao? Hồi xưa tôi cũng nói vậy đó. Thì mình dự tính thì vậy thôi còn đằng nào cũng phải hai đứa cho nó vui. Còn trai gái thì tùy. Nhanh. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình nói cho đối phương biết cảm xúc hiện tại bây giờ của mình là gì. Lúc mà anh đăng ký chương trình này là khoảng 2-3 năm trước. Thì hôm nay gặp em ở đây thì cũng như là mình có duyên. Thì còn nợ hay không thì
mình sắp xếp. Dạ em nghĩ là em với anh gặp là duyên dữ lắm rồi ạ. Em lên chương trình chỉ muốn gặp người mà để mà gọi là cái duyên mà mình không biết mặt mà mình gặp á, nó cũng ý nghĩa lắm chứ không phải là đùa, để lên đây là để đùa. Chính xác. Nên là em muốn em với anh nếu mà có bấm nút á thì mình nên nghiêm túc. Chính xác là như vậy. Các bạn biết không, ở trên hai chiếc ghế này thấy vậy thôi chứ cái giá trị về thiêng liêng nó rất là cao các bạn nhé, giá trị nhân văn cũng rất là cao. Có nhiều bạn không thích nhau, tim không đập rung động, không bấm. Nhiều chàng trai đã không bấm các cô gái và nhiều cô gái cũng không bấm các chàng trai. Chúng ta không bấm vì bất cứ điều gì hết, mà chúng ta hãy bấm vì trái tim rung động. Không phải đến đây để ngồi chơi, nói chuyện xong rồi về, hay là bấm để xuống chơi. Mình không đùa nha. Không có nha các bạn nha. Bởi vì khi mình đùa gặp nhau là xem như là nếu mà bấm sai là chúng ta mất duyên đó nha. Nên thật tình trái tim rung động hẳn bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Rồi mời em. Ủa sao em bấm nó không ăn? Em có bấm không? Bấm nó không ăn. Em bấm mạnh lên. Quà của em. Đấy, anh nói anh trai nghe, cái gì cũng phải quyết liệt, phải mạnh mẽ lên. Một cô gái gương mặt rất là phúc hậu, hãy chăm sóc cô ấy thật kỹ nha, em trai nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì có rất nhiều điều trăn trở. Đôi khi chúng ta cũng không có làm được những gì ta mơ ước, nhưng mà hãy cố gắng nỗ lực thì chắc chắn nó sẽ thành công. Con xin phép bác gái thì hiện giờ là con tạm thời chăm sóc Hiền phụ với bác gái. Nếu đi xa nữa thì con chăm sóc luôn. Rồi, gật đầu rồi đó. Đổi húng. Quyết liệt lên nào, mạnh mẽ lên, mình con trai mà. Mẹ kia mạnh mẽ lên con kìa. Dạ, em anh không. Dạ. Xin chào các bạn, các ban tổ chức và rung quá lần đầu. Rồi không có nói chuyện bình thường nữa đấy. Mình xin giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Lê, mình quê quán mình ở Bến Tre. Nguyễn Thị Lê đúng không? Dạ. Cái họ là cái tên là cái họ. Rồi Bến Tre mình đang ở đâu chị Lê, rồi mình đang làm công việc gì chị? Mình đang làm cho có cái cơ sở sản xuất tư nhân làm về thịt, chế biến thịt bò. Còn chị luôn hả? Dạ không, mà chị làm cho người ta. Chị làm cho người ta nhưng mà chị làm gì ở trong đó? Bán hàng hay gì? Phân phối hàng. Phân phối hàng. Làm ở Bến Tre. Dạ, làm xí nghiệp hay làm gì? Cơ sở làm ở quận 8 nhưng mà quê ở Bến Tre. Cơ sở kinh doanh thịt bò hả? Thịt bò nhập khẩu mà. Không, thịt bò mới đông lạnh á. Đông lạnh với thịt bò tươi sống luôn. Thịt bò Việt Nam hay thịt bò Úc hay bò Mỹ hay bò Canada? Bò Việt Nam. Tức là các cái lò mổ bò xong rồi mình là người nhập về cái cơ sở của mình, xong rồi mình là người phân phối đi các đại lý khác. Chứ không phân phối lên chợ hoặc mấy quán phở. Mình làm có việc này lâu chứ chị Lê? Làm cũng hơi lâu rồi, mình làm nó khoảng hơn 10 năm. Hơn 10 năm rồi, là một cái cơ sở đó thôi. Vâng, ở dưới quê lên là làm luôn đúng chỗ đó luôn. Rồi chị ở trên này với ai? Đi một mình. Làm một mình này ở chỗ làm là có nhà cho công nhân ở luôn. Là sống tại cái chỗ đúng. Nhà của cơ sở luôn đúng, đúng không? Rồi nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi nha chị. Điểm mạnh của chị hả? Chị không biết là mình có điểm mạnh gì không, chắc không. Trời ơi, sao vậy? Chế biến thịt bò được gì không? Nấu món gì được không? Thì được cái thích nấu nướng, nói chung là cũng biết nấu ăn, nói chung là thích làm bánh rồi là các kiểu nấu không chị? Bánh gì nha, kể là làm rau câu hoặc nấu trà sữa rồi nói chung là làm những cái loại bánh dân gian giữa dưới quê như bánh xèo hoặc là
bánh chuối này nọ. Nấu ăn thì nấu ăn cơ bản đơn giản thôi hả? Ừ, nấu ăn thì chắc chung là tất cả nấu tiệc được. Không, nấu tiệc thì chắc nó không được, nấu những ghê ba. Nấu những món dân dễ giống như ở dưới quê thôi. Như thịt kho trứng hoặc là bún bò. Bún bò, bún riêu rồi xào này. Tự tin ngày đầu tiên qua nhà má chồng tương lai nấu luôn được không? Chắc có thể được, nhưng mà cũng phải xem tùy theo là bên má chồng mình là ở vùng miền nào mình mới biết được khẩu vị mình để mình nấu cái. Vậy là nếu miền Bắc rồi sao? Nấu khẩu vị. Miền Bắc thì chắc tại vì chị chưa có biết cái khẩu vị miền Bắc nhiều người người ta nói là người ta không thích ăn nước màu hoặc là ăn ớt kiểu gì đó thì chị không biết, là chưa biết khẩu vị, tại vì nào giờ chị quen là những người bạn miền Trung thôi, làm chung với người bạn miền Trung chứ chưa quen những người miền Bắc. Chưa biết miền Bắc mà ba biết người ta không thích nước màu rồi này nọ kia. Còn ba nói là miền Bắc mình đâu có nước màu mà. Đó, bà này miền Bắc nè, ăn như là miền Nam vậy đó. Nó kho dạ, đồ ăn với tôi thôi. Nó có phải màu vàng vàng thì nó mới ra món kho chứ. Nè, bà miền Bắc là Nam Định mà. Tại vì giờ ở chỗ làm thì chỉ chơi với những bạn ở miền Trung với lại ở miền Tây bên thì nhiều. Không, tại nãy cái ông tên á. Có món kho là cả nước Việt Nam là vùng nào nó cũng dùng nước màu hết. Nghe mấy đứa miền Trung nó cũng nói vậy thôi chứ chị cũng không rành. Ừ, chỉ có miền Bắc là không ăn ớt thôi, miền Trung là ăn ớt thôi. Miền Bắc rất khó chịu thôi. Miền Bắc thì khó ưa, khó chịu một xíu. Chứ còn ăn uống hay trang không cà phê ạ. Đó rồi bây giờ vậy mình nấu nướng rồi cũng ngon lành rồi. Rồi tánh xấu mình có tật xấu gì không chị? Nói chung là những cái gặp những chuyện như không được theo ý muốn thì dễ nổi cáu, dễ nổi nóng lắm. Mình có muốn gì ghê gớm không ạ? Nói chung thì không muốn gì, khi mà những lúc nổi cáu đó là nói chung là mất im lặng thôi. Khi mà có ai mà cố tình cà khịa hay là chọc tức gì là bắt đầu nổi cáu lên, là cái đổ dồn vô cái người đó, cái người mà chọc á. Câu như chuyện trước đây là đổ dồn vô cái người đó. Mình có càm ràm gì không? Mình có bị tấm xấu gì khác không? Càm ràm á thì chỉ có càm ràm mấy đứa cháu nhỏ thì nó không biết nghe lời á. Thì cái nói đi nói lại, nói đi nói lại vậy đó. Vậy thôi chứ những người mà cỡ ngang lứa tuổi với mình hoặc lớn hơn thì không, biết im lặng thôi. Rồi, mình chia sẻ cái tình trường giùm anh em ha. Mối đầu quen bao nhiêu, tại sao cô ta có thứ hai? Nói chung là cũng chị cũng trải qua hai mối tình. Nói chung là mối tình đầu á là sâu đậm. Mối tình đó thì cái người đó là lớn tuổi hơn chị, nhưng mà lớn hơn nhiều không? Lớn hơn khoảng mười mấy tuổi á. Rồi xong về quen anh ta là xong, nói chung cũng một thời gian cũng mấy năm cũng sâu đậm đó, rồi mới biết là anh ta còn sống chung với vợ. Là mà mình đòi chia tay thì anh không biết, anh nhất quyết không chịu. Rồi cũng nhiều lần mình cũng lẩn tránh này nọ lắm, tại vì mình không muốn là người thứ ba người để kể đứng sau á. Thật ra cũng nan giải, cũng thời gian cũng lâu lắm mới chấm dứt. Thật ra mình cái đó mình cũng nghĩ là một thời gian rồi về quê ở. Rồi biết chia tay xong rồi mối tình thứ hai này cũng như là mình cố tình là quen một người là để phải lắm đi quên người đó và cho người đó biết là mình đã quên được anh ta, là mình có người khác. Thì mối thứ hai quen được bao lâu? Cũng trong thời gian vài tháng thôi được quen, tại vì mình không có thể giống chế vậy đó, đúng không? Không có tình cảm mà mình cũng biết là người đó cũng lợi dụng mình thôi chứ không thích mình. Thật ra quyết định thôi chia tay luôn. Mà tới nay là bao lâu rồi chị? Cái này cũng khoảng 6 tháng. Rồi cái bạn bè với lại người thân gia đình nó nói là cứ lên đăng ký bạn muốn hẹn hò đi, biết đâu tìm được người tình duyên mình trong đó là sao? Động viên mình mới đi đúng không? Như thật tâm mình muốn không? Thật tâm thì thấy cũng chưa muốn lắm, tại vì giờ thấy mất lòng tin về. Ủa này mình cơ hội mình giao lưu bây giờ mình ế thì mình lên thì cho người ta biết mình có thêm nhiều cơ hội. Thì đó, thì suy nghĩ thì người thân bạn bè cũng nói vậy thì thôi thì cứ tạo cho mình một cơ hội, mình mở tấm lòng mình ra, mình đón nhận thử đi, có nhân viên nào của mình hoặc con người nào đó nữa của mình nó ở đâu đó xung quanh mình chưa tìm được, biết đâu chuyên tình sẽ nhờ đó mình giúp mình được thì sao. Trong này thấy mình có cái quan niệm tình yêu nè là sớm hay muộn gì nè, đúng không? Đúng rồi. Đâu chị nói cái quan điểm đó. Như là tình yêu thì ví dụ dùng 10 năm, 20 năm sau nó cũng không có là muộn, nhưng miễn sao mà mình tìm đúng người hợp với mình, biết quan tâm chia sẻ thì tuổi nào cũng là vẫn yêu nhau vẫn là hạnh phúc. Nhưng mà đúng người đúng thời điểm đến với cái người mà biết đi tìm nó thôi, chị ngồi ở chỗ rồi chị chờ nó tới không bao giờ có. Chắc đó cũng là cái điểm yếu của chị, tại vì chị cũng ít đi chơi hay làm, xong là chỉ có ở nhà làm xong rồi ngủ, rồi ở nhà vòng thôi, đi mua sắm rồi ngủ không đi chơi được nhiều ha. Ít xã giao bên ngoài.
Ở đây làm thời gian của mình đi làm như thế nào? Làm ca đêm á, làm ca đêm ca ngày mình nghỉ. Ca đêm là mấy giờ tới mấy giờ? À, chị làm từ 1 giờ khuya tới 8 giờ sáng. Rồi, là coi như cả ngày, 3 ngày thì là đấy, ngày nào cũng vậy luôn. Đúng rồi. Thì 3 ngày mình có dự định là làm đi học hay là đi... Cũng đôi lúc cũng nghĩ là chị nghĩ là mình đi học thêm một cái nghề gì đó. Đó, yêu thích cái nghề mà makeup với nghề cắt tóc lắm. Mà lúc làm cho người ta khi mình ở trong đó khi người ta quản lý á, quản lý camera khi mình đi á thì người ta biết mình đi làm thêm ở ngoài học thêm người ta không thích. À, vậy coi như mình đang làm ở trong cái công ty này, ở cái này luôn. Thành ra không thích mình thấy người ta không thích thì thôi, mình cũng tôn trọng thì thôi. Mấy năm vậy luôn. Rồi thích bạn trai sao nè, mô tả kỹ ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Nói chung á thì mẫu người mình tìm thì cũng không khó tính lắm, chỉ cao hơn mình xíu là được, tại vì mình hơi lùn. 1m55 được không? Cũng được luôn, không sao hết, mà sao là tuổi tác thì bằng tuổi trở lên. Không thích nhỏ hơn à? Không, tại vì thích người mẫu chững chạc. Lớn lắm mình nhiều tuổi được không? Được. Cũng được, không sao hết, miễn sao là người mà hợp với mình là được. Cô này cũng thích cái người lớn hơn nên cũng mới bị cái anh lớn hơn dụ đó. Rồi, cái gì nữa không nè, anh có ly hôn, có con được không? Vấn đề đó thì cũng không quan trọng. Quan trọng là ví dụ như ảnh mà có ly hôn hoặc là có con rồi, nhưng mà ảnh có một cuộc sống riêng để sau này á, kỳ của bạn già với nhau thì biết chia sẻ không cảm hợp. Thì như là mình tiến tới mình chưa kết hôn thì là được đúng không? Đúng. Gia đình mình có khó gì không? Không, gia đình thì không đồng độc quyết định. Rồi, chị không thích điểm gì ở người đàn ông? Đàn ông chị không thích là hay nổi cáu, hay nhỏ nhặt, hay là hơn thua với bạn gái hoặc là vợ của mình. Cái này không gia trưởng. Hơn thua với người ngoài đúng không? Cái chuyện đó thì ra ngoài đó mình cứ từ từ thì mình có thể thuyết phục ảnh sau, nhưng mà nhất định là người đàn ông của mình thì không thể hơn thua với mình được. Rồi, chị có ghen không? Yêu xa được không? Yêu xa cũng được. Không, nói chung ghen thì thương thì phải ghen, nhưng mà phải tin tưởng. Rồi công việc của ảnh thì mình có không thích ngành nào, nghề nào không? Nói chung là không thích làm tài xế thôi. À, sao vậy? Mình nghiệp với anh tài xế vậy? Tự nhiên không thích vậy thôi. À, mà lại có nhiều cái không thích rồi không hiểu lý do hả? Rồi, ok. Mình ca hát gì được không chị? Nói chung là ca hát thì biết chút đỉnh thôi, nhưng mà không hay thôi. Không có dám tự tin. Cải lương nghe đi. Không biết hát cải lương. Biết hát cái gì, thường hát cái gì, kể hát dạy câu nghe đi. Hát nhạc sến rồi mẹ bạn dạy câu du dơ thôi chứ không cũng khó nghe. Dạy câu du dơ không có chuẩn bị trước hay là chị cũng biết hát cái gì đó. Các bạn sầu tiếng thiệp hồng gì đó. Không có chuẩn bị trước thì chị cũng biết cái gì đó. Không có ghê luôn rồi. Vậy mốt chuẩn bị lên phải hát một bài đó. Dạ tôi hát nửa bài, cho mai mốt có lên chương trình hát nửa bài. Không dạy câu đó tụi em nghe sự tự tin của mình hoặc là mình dạy chị lấy phận đàn bà thì phận con gái gì đó cũng được. Nắng như từ tháng tư nó cứ cuốn ra tay và mình thì vẫn coi cái phần bắt nó cứ là cũng khác một sáng. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào? Sao anh bỏ em tìm ấm êm? Sao anh lìa xa tình yêu đó biết cay đắng? Tình đó với em là trái tim. Okay, rồi, cảm ơn mẹ bác sĩ ơi. Xong rồi hát, có gì chờ chương trình báo. Tôi nói vậy, cái mắt đó nó không tên. Xin chào mọi người, em tên là Lưu Ngọc Dung, năm nay em 23 tuổi. Và em vừa mới tốt nghiệp đại học ạ. Mới tốt nghiệp hả? Dạ, em tốt nghiệp chỉ một năm, do cái tính chất ngành học của em thì phải làm việc ở trên phòng thí nghiệm. Em làm ngành gì? Dạ, học công nghệ sinh học ạ. Ừ, giờ có đang làm ở đâu không? Sắp tới thì em có xin việc làm vào lễ tân của một công ty. Mà sao vậy, không có xin được cái công việc đó? À dạ, tại vì chưa có cái bằng tạm thời chị, nên là em chưa có dự định đi làm. Chung đi làm tạm đó đúng không? Dạ làm tạm. Rồi chừng nào mới có bằng? Phải không? Như tầm 1 tháng đến 2 tháng sau thì chị em có bằng tạm thời. Em là quê ở đâu? Dạ em ở Kiên Giang.
là gia đình còn ở Kiên Giang? Dạ, gia đình ở Kiên Giang hết, chỉ có em ở đây học đại học thôi. Rồi, chia sẻ về bản thân đi Dung. Điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh thì em nghĩ em là một người khá là dễ kết bạn với mọi người. Còn điểm yếu của em thì em hơi cọc. Với lại em nhiều khi em hơi không có control được cái biểu cảm trên cái gương mặt của mình á. Là sao? Là em cọc là em phải thể hiện ra liền luôn, em không có biết mà giấu ở bên trong. Tức là cái cảm xúc của em nó dễ bộc lộ ra cái khuôn mặt của em. Dạ đúng rồi. Vui cũng bộc lộ, quạo cũng bộc lộ. Anh xem quạo thôi. Cũng có thể gọi là như vậy. Em điền răng lâu chưa? Em điền được 1 năm mấy rồi ạ. Vậy là còn phải mấy năm, 4-5 năm mới tháo đúng không? Dạ không, bác sĩ nói là tầm 1 năm nhưng mà em nghĩ là cỡ 2 năm. Bác sĩ lúc nào nói tầm 1 năm, xong 1 năm, xong rồi 1 năm tiếp. Có cô 4 năm rồi, năm chưa tháo người ta nữa vậy. Không tháo. Bạn, cô nào cũng 1 năm. Bạn em 8 năm rồi mà, nó cứ từ từ. Trời đất ơi, 8 năm luôn hả? Dạ. Bạn được mấy năm rồi? Bạn em nó tháo rồi chị, nó điện từ cấp 2 tới hết đại học luôn, nó mới gỡ. Wow, quá là kiên trì luôn em, bạn là cấp 2. Còn em là liền được bao lâu rồi? Em mới liền được 1 năm mấy, gần 2 năm rồi. À, nhưng mà của em là bác sĩ nói 1 năm được rồi đó hả? Dạ. Thôi vậy nếu ghi hình rồi liền chịu tháo ra chưa? Chắc đẹp chắc đẹp không á. Đủ rồi, có đi khám lại bác sĩ nó được chưa? Chưa đâu chị, em mới xương xương rồi chị. Rồi, mắt em là em mới... Em mới dùng mổ cọt hả chị? Mổ cọt, mấy độ? Dạ, 6 độ rưỡi. À, bắt đầu làm đẹp để... Thay đổi bản râu mới được. Cái đó là em có cái ý định làm trước rồi chưa hay là sao? Dạ đúng rồi, em có ý định là sau khi mà hoàn thành xong khóa lửa của em là em phải mổ cọt. Em mổ được mấy tháng, bao lâu rồi, bao nhiêu ngày? Em mới mổ bữa nay là ngày thứ 3 chị. Bữa nay ngày thứ 3 thôi hả? Rồi đi ghi hình mở được chưa ta? Rồi. Dạ cũng được. Khoảng tầm 1 tháng hả? Khoảng bao lâu thì em mở? Bác sĩ nói thì giờ còn đem cả 1 tuần thôi. Thấy chưa, bác sĩ nói ít lắm. Để thì em mới chịu làm chứ. Nhưng mà hiện tại bây giờ em có đang đi làm em ở đâu không? Dạ không, chưa chị, tuần sau em mới đi làm. À, tuần sau mới đi làm. Không sao, trẻ mà. Nhưng mà bây giờ tình trường thì sao nè? Dạ chưa có mối tình nào. Sao vậy, sinh viên đồ không có em? Nè, sinh viên Huy đã từng trải xong rồi để gạch đi rồi để chưa từng trải mà sao? Cái đó là những mối tình đơn phương thì em nghĩ là không nên. Những mối tình đơn phương, những là bao nhiêu? À đơn phương chắc tầm 2 mối thôi nhưng mà cũng em cũng chóng vánh lắm chị ơi, cho nên là cả đời chán hả? Nhưng mà tức là thời gian đó là kiểu như là khi mình crush, mình thích người ta mà thấy người ta cũng không biểu lộ gì hết thì mình... Dạ có chị, cũng có, cũng tung hứng với em lắm. Tung hứng lắm. Nhưng mà em có tỏ tình rồi với người ta không? Dạ không. Em thả... Chưa tới mức mà em thả thính thì cũng đớt thính. Dạ luôn. Nói chung em quăng thì cũng đớt đó nhưng mà cuối cùng là vẫn là không cắn câu. Dạ. Ủa nhưng sao em không tỏ tình, có nghĩa là em cũng phải chốt thì người ta mới biết chứ. Thôi em không hết, em thấy người ta chưa có đủ để mà em phải xuống đường để mà em phải tỏ tình. Em phải đặt tình chính xác là em quăng thính được mấy người rồi? Để biết coi là mấy người này có điểm gì trùng nhau không mà em thích. Dạ này. 2 người đi chị. 2 người. 2 người này có đặc điểm gì trùng nhau? Đặc điểm là đều cao hơn em, hơn mặt của góc cạnh. Thì chắc chắn nó cao hơn em rồi đó. Dạ. Em 1m55 thì chắc chắn là mèo cũng phải cao hơn em 5-6 phân rồi đó. Dạ. Mặt cũng rất là người cũng nói chung là họ có rất là nhiều mặt buông chữ điền đấy đúng không? Dạ không có chữ điền, góc cạnh, góc cạnh thôi. Nhìn mặt có nam tính với lại mà có nhiều trải nghiệm lắm chị. Nhưng mỗi khi mà mình nói chuyện người ta mình thấy nhiều lắm rồi. Mấy người đó thì là lớn hơn em nhiều tuổi không? Lớn em tầm 4 tuổi. Ừ đúng rồi, đó là 4 tuổi còn hơn 4 năm trải nghiệm thôi mà. Ừ. Trời ơi, vậy là cô này thích cái người từng trải coi chừng bị lừa nghe em. Có bao giờ bị lừa chưa? Có anh nào anh có bồ, có đồ rồi mà. Thích bị lừa thôi chị. Thấy chưa? Mà sao em nhận ra? Mình có cái khả năng đi stalk người khác thì mình có thể tìm được chị. Mặc dù là giấu thông tin nhưng mà em có thể đi kiếm người nọ, sau đó em liên kết lại thì em ra. Chung là cũng ghê nha anh. Thế là mẫu bạn trai như thế nào này? Mẫu bạn trai của em thì cao hơn em là được. Với lại mà bí
trao đổi thì ngày qua ngày để em biết được cái người đó không vậy em mô tả đi, em thích cái người ví dụ nãy giờ là chị hiểu rồi, nguyên bác nói chuyện rồi cũng kinh nghiệm rồi đúng không? Dạ. Còn gì nữa không? Ủa em học ngành nào của trường đại học Tôn Đức Thắng không? Ta nói rồi mà không có nghe gì đâu. Công nghệ sinh học. Nhớ chưa có lấy bằng cho nên đang chuẩn bị làm lễ tân công ty. Thì nãy chị có nghe là cái ngành của bạn nó hơi đặc trưng một tí nên ra trường sau thôi. Ok tiếp đi em. Em đang suy nghĩ về. Anh đó nhìn sao mập ốm sao? Tức giờ là chưa có cái mẫu nào. Hôm nay các chị hỏi bắt đầu mới ngồi suy nghĩ là mẫu người của mình là không. Bạn có mặt góc cạnh rồi là hình dung rồi chứ. Mặt tròn hay là cao ráo em thích anh diễn viên nào đâu? Ủa có nè, Di Trang Quốc nè. Cái là đẹp nhất thôi. Là anh này đóng thêm gì vậy? Cái gì mà Bà Ngọc Kỳ. Rồi vậy biết rồi. Tại vì tôi không có nhớ tên mấy ông nội này nhưng mà tôi có coi phim. Nhớ là phim Hàn Quốc coi ông nào mặt như ông nào. Anh đó hình như phạm pháp bị bắt rồi em biết không? Ủa? Không. Hết thần tượng. Nói chung là thần tượng mà nếu mà để nếu mà... Có nghĩa là em thích cái anh này nè, trong cái phim này đi. Là ở cái điểm gì? Lạnh lùng luôn hả? Chớ là tại sao? Bạo lực. Trong phim đó thì ông thấy, em thấy ông có nít lắm chị. Không vậy em thích nào cái điểm gì vậy? Em thấy ít 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 cái phim khác là kiểu lạnh lùng nữa chị. Tức là thường á, thường nha, bây giờ ví dụ như em hình dung em có một cái mẫu người là một cái idol thần tượng của em trong các bộ phim. Thì thường á là các bạn chỉ biết họ qua các vai diễn trong bộ phim đó thôi. Thì các bạn thích cái nét của họ trong vai diễn. Chứ làm sao các bạn biết họ bên ngoài như nào đúng không? Không không, chị đang hỏi là trong cái phim đó đó. Cái gì đấy, đang hỏi là trong cái phim đó đó. Cái diễn viên là của ai cũng đẹp trai á mấy chị. Thôi đẹp ra bỏ qua đây, tôi đang coi cái tính chất nè. Ví dụ có cô sẽ thích cái anh ảnh nói nhiều như cái anh này. Ví dụ như chị thấy cái anh này là anh bạo lực nè, các cô không đã thích cái kiểu nhiều khi hôn đi thay vì xin phép, còn này nắm kéo mới hôn luôn. Thôi cái đó chị thôi, không thích nha. Cũng phải để ông coi như là kiểu em mới mình nhớ rồi. Các bạn ngồi ngoài để ý hiện trường đấy các em. Ồn quá à, ở trên đó họ phải hỗ trợ cho mình. Nói chung là bạn trai của em thì nên biết suy nghĩ một xíu với lại biết lo lắng cho bạn gái. Nhưng mà vẫn phải để cho hai người có không gian để mà phát triển bản thân. Quê quán anh đó em có yêu cầu gì không? Dạ không chị, tại vì... Miền Bắc gì cũng được hết đúng không? Thôi nhưng mà miền Nam đi chị ơi, em sợ chưa? Em bị... Mấy nay em bị... Sao? Không thì... Em cứ nêu cái quan điểm của mình. Quan điểm của người nào cũng được hết nhưng mà nói chung người như mà người nào sẽ tốt hơn. Quan trọng gia đình em nữa, người miền Tây thì không thích người miền Bắc chẳng hạn. Không, gia đình em thì khá là thoải mái trong cái vấn đề đó. Vậy là do em hả? Thích người miền Nam là do sợ xa hay là sao? Thôi tại vì hồi lúc em nói em không thích trai Hà Nội nhưng mà mấy ngày em cứ dính vào những người đó. Rồi gì nữa không? Điểm em không thích ở bạn trai là gì? Là sự quan tâm. Nói chung với lại là có khi mà có một cái vấn đề gì xảy ra thì em nghĩ là nên gặp nhau và trao đổi thay vì là chọn cách im lặng và mấy ngày sau xuất hiện. Bạn thấy đa số mạng là vậy. Em gặp vậy đúng không? Dạ đúng. Là mấy anh nó có thích em không? Có nói thích em trước gì? Dạ có, hai đứa vẫn có nói với nhau là thích nhau hết nhưng mà cuối cùng hay không. Vậy đó. Em có hỏi lý do gì không? Dạ không. Em lúc đó em nghĩ là do kiểu tìm một cái gì mới lạ cho anh thôi. Thì em nghĩ ông đã có bạn gái. Người đừng làm yên đến thế. Rồi em có ca hát gì được không? Dạ không chị. Múa gì được không? Dạ không, em mấy cái đó em khá là tệ. Lắc vòng. Nhảy dây. Không có thiên hướng nghệ thuật hả? Cái đó là phải làm được rồi. Lắc vòng nhảy dây hồi xưa hồi bé cũng có làm. Nhưng mà giờ đang một tôi mới mở cộng xong đâu có lắc được. Em lấy dầu rồi ha. Đây, hỏi gì đó.